Thanh Tùng kính gửi lời chào tân ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiếp mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay có hai đề tài chính, hai bản tin chính nóng hôi hổi trên toàn nước Mỹ và cũng là những đề tài gây tranh cãi bậc nhất trên toàn nước Mỹ cùng xảy ra trong một ngày. Ok, đề tài thứ nhất trong ngày hôm nay mình sẽ nói về việc tối cao pháp viện đúng như dự đoán họ đã ra phán quyết đảo ngược án lệ Roe v. Uh, vs wade đã có cách đây nửa thế kỷ đảo ngược phán quyết như thế này có nghĩa là gì và nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến việc cấm phá thai tại nhiều tiểu bang riêng tại tiểu bang cali thì phán quyết này có ảnh hưởng gì hay không cho thanh tùng trả lời liền luôn nha có gì để có gì khỏi phải phân vân thắc mắc tiểu bang cali bất chấp vẫn tiếp tục là thiên đường cho phá thai Kali vừa tuyên bố chắc chắn như vậy và sẽ mở cửa cho bất kỳ người phụ nữ nào có nhu cầu phá thai cứ tới Kali. Kali lo hết. <laughs> Hãy để cho Kali lo, giống như bài hát của Đàm Vĩnh Hưng vừa qua vậy đó. Để cho anh lo, cứ để cho anh lo. Kali sẽ lo vụ này. Thanh Tùng sẽ kể chuyện của gì nghe. Cũng như câu chuyện liên quan tới việc lần đầu tiên sau nhiều chục năm thì một ủy ban lưỡng đảng tại Thượng viện trong đó có cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, thông qua được một dự luật liên quan tới kiểm soát súng. Dự luật này nói gì và nó có ý nghĩa ra sao? Tuy nhiên trước khi mang đến quý vị phần tin chi tiết, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News giới Thanh Tùng. Đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xá Grand Century San, San Jose. Chỉ đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638. Trung tâm thuế vụ hàng lê, chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp, thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên trung tâm thế dụ hàng lê đã giờ về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose bên cạnh GMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Town San Jose mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craig Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408 293 5900. Văn phòng thực thi tiêu chuẩn lao động, cộng tác với Sở Sức khỏe Môi trường của quận Hạt Santa Clara, cùng làm việc với những người bán lẻ thực phẩm, đã có phán quyết là vi phạm lao động nhằm khuyến khích việc thỏa thuận về khoản bồi thường. Nếu doanh nghiệp của quý vị có giấy phép cung cấp thực phẩm và quý vị hiện có phán quyết hoặc lệnh tòa đã vi phạm luật lao động, quý vị có 45 ngày để thực thi trước khi quận hạt bắt đầu các biện pháp cưỡng chế, có thể làm tạm dừng các biện pháp này bằng cách thanh toán đầy đủ theo phán quyết hoặc lệnh tòa, gọi văn phòng thực thi tiêu chuẩn lao động để lập kế hoạch trả tiền yêu cầu một phiên điều trần để kháng cáo thông báo vi phạm, hãy liên lạc với chúng tôi tại số 408 678 3210, đường dây tư vấn miễn phí trực tiếp với luật sư tại 1866 870 7225. Đầu tiên, thưa quý vị, câu chuyện mà cả nước Mỹ nói tới trong ngày hôm nay đó là một trong những phán quyết gây chấn động của tối cao pháp viện trong những năm gần đây đó là tối cao Pháp viện vào sáng của ngày hôm nay thứ sáu Họ đưa ra phán quyết đảo ngược án lệ đã từng có gần 50 năm nay ở nước Mỹ. Đó là họ đảo ngược án lệ Roe vs Wade. Và điều này có nghĩa rằng là tối cao pháp viện sẽ bật đèn xanh cho phép các tiểu bang được quyền để cấm phá thai. Và đây là tin mà không gây ngạc nhiên. Là bởi vì chuyện này đã bị rò rỉ từ hồi tháng 5 vừa qua. Mà chính tờ báo Politico là cơ quan truyền thông đầu tiên rò rỉ thông tin này. Thưa quý vị, thẩm phán Samuel Alito là người đưa ra quan điểm của cá nhân và thay mặt cho những thẩm phán còn lại, nói rằng là án lệ Roe vs Wade hồi năm 1972 là một sai lầm nghiêm trọng trong trường hợp có liên quan tới tính pháp lý về lệnh cấm phá thai 15 tuần ở tiểu bang Mississippi, thẩm phán Samuel Alito tranh cãi rằng án lệ Roe vs Wade nên bị đảo ngược, nên bị bãi bỏ là bởi vì quyền để được phá thai không hề được trình bày trong hiến pháp và quyền được phá thai cũng không bắt rễ một cách sâu sắc trong lịch sử và truyền thống của đất nước này. Bốn vị thẩm phán bao gồm Samuel Alito, thẩm phán Clarence Thomas, thẩm phán Neil Gorsuch, thẩm phán Brett Kavanaugh và thẩm phán Amy Coney Barrett cùng ký tên đồng ý với quan điểm của thẩm phán Samuel Alito. Riêng tránh thẩm của tối cao pháp diện là John Roberts cũng đưa ra một uh, phần ý kiến riêng của mình, không đứng chung. Không đứng chung ý kiến riêng, ý kiến riêng của thẩm phán thì chính thẩm phán John Roberts Ông nói rằng là ông đồng ý với việc bãi bỏ một số các tiêu chuẩn trước kia của tối cao pháp viện đã từng được hành thành Trong đó bao gồm việc phá thai nên được xem là hợp pháp cho tới khi bào thai có thể sống được Đó là điều khoản cũ trong phán quyết trước kia của tối cao pháp viện Vậy bây giờ tối cao pháp viện hiện tại họ muốn bỏ cái điều khoản đó đi. Thì tránh thẩm John Roberts đồng ý với việc bãi bỏ cái điều khoản đó. Tuy nhiên tránh thẩm tối cao pháp viện nói rằng việc mà đảo ngược hoàn toàn án lệ Roe vs Wade là điều không cần thiết. Thưa quý vị, đồng thời phán quyết đưa ra trong ngày hôm nay của tối cao pháp viện cũng đảo ngược luôn án lệ trước đó của tối cao pháp viện đã từng đưa ra liên quan tới vụ Planned Parenthood vs. Casey là án lệ mà dựa trên Rose vs. Wade năm 1992 rằng các tiểu bang không thể ban hành những lệnh cấm phá thai tạo nên gánh nặng không cần thiết cho những người muốn phá thai. Ok, đó là một số các thông tin mà báo chính thống họ lan trong ngày hôm nay. Bây giờ, sau khi dịch tin cho quý vị nghe xong, Thanh Tùng sẽ phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt. Hồi nãy là nhìn vào bản tiếng Anh, dịch tiếng Việt. Bây giờ sau khi dịch tiếng Việt rồi, Thanh Tùng phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt là bởi vì nếu dịch sát nghĩa theo nội dung bản tiếng Anh, rất có thể nhiều quý khán giả vẫn còn phân dân chưa hiểu hết vấn đề. Bây giờ mình phải ngược thời gian trở về quá khứ phút Gia Chạnh Lòng năm 1972. Đó là thời điểm nước Mỹ Chứng kiến cái vụ kiện giữa Roe và Wade, Thanh Tùng đã giải thích vụ này trong một tiết mục Hot News sẽ Thanh Tùng trước đây. Bây giờ em chỉ muốn nhắc sơ lại có gì thôi. Thì qua cái vụ kiện Roe vs Wade 1972, tối cao pháp viện ra phán quyết, bây giờ mình hiểu một cách nôm na. Ở thời điểm đó, 1972, tối cao pháp viện ra phán quyết là tối cao pháp viện cho phép phụ nữ Mang thai ở nước Mỹ có quyền tự chọn, có quyền tự do để lựa chọn muốn giữ bào thai hay muốn phá thì đó là quyền của người phụ nữ. Cho nên nếu hiểu rằng là cái án lệ Roe vs Wade 1972 là án lệ suối người ta đi phá thai là không có nha quý vị. Không có, chỉ là tôn trọng sự quyết định của người phụ nữ. Họ có quyền tự chọn cho bản thân của họ Là pro-choice đó quý vị Họ muốn có thai, họ muốn giữ Thì họ giữ Họ muốn phá Thì đó chuyện của họ Và rồi án lệ đó Họ cũng cấm các tiểu bang Không được quyền cấm phá thai Là bởi vì đây là quyền của phụ nữ Cho nên các tiểu bang không được quyền cấm Đó là 1972 Cho đến 1992 Lại có một vụ kiện là vụ kiện giữa cơ quan plan parenthood của vị nghe tên này, hiểu rồi ở nước mỹ ai nghe tên đây là cơ quan chuyên hỗ trợ cho những người phụ nữ nào mà muốn phá thai kiện cassie thì dựa trên án lệ mình đã có trước đó 1972 của Roe vs Wade Cho nên tố cao pháp diện vào thời điểm đó Cũng đã ban hành lệnh cấm Ban hành lệnh cấm các tiểu bang Được quyền đơn phương ra những sắc lệnh hạn chế phá thai ở tiểu bang của mình. Đó là quá khứ. Bây giờ, 2022, có gì để ý thấy không? Những gì mà những cột mốc quan trọng liên quan tới phá thai hay chống phá thai, cấm phá thai, đó đều kết thúc bằng cái con số 2, 1972, 1992 và bây giờ 2022. Tối cao pháp diện ra phán quyết đảo ngược hết những gì mà tối cao pháp diện đời trước họ đã quyết định đảo ngược hết, đảo ngược lại trăm phần trăm. Vậy thì quyết định của ngày hôm nay đưa ra là gì? Mình hiểu một cách nôm na nha quý vị là tối cao pháp viện trong phán quyết mới nhất của ngày hôm nay cho phép các tiểu bang được quyền cấm phá thai là bởi vì như Thanh Tùng vừa thưa thẩm phán Samuel Alito nói rằng trong hiến pháp Hoa Kỳ không hề có câu nào xác nhận rằng phụ nữ được quyền đi phá thai. Không có, thẩm phán nói là không có. Thành ra rằng là cái chuyện mà đi phá thai chưa hề được hiến pháp bảo vệ. Và chính vì vậy mới đảo ngược phán quyết của 1972. Và bây giờ phán quyết nói rất rõ, tùy từng tiểu bang. Tiểu bang nào muốn cấm phá thai, go ahead. Tiểu, tiểu bang nào không muốn cấm phá thai ok chỉ là cho phép các tiểu bang được quyền ban hành lệnh cấm phá thai bắt đầu từ ngày hôm nay và như vậy những tiểu bang nào bắt đầu cấm phá thai ngay từ ngày hôm nay thanh tùng kể quý vị nghe sau ít phút quảng cáo Thanh Tùng kính lại, chào tất cả quý khán giả của Net Việt TV, chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News của Thanh Tùng ngày hôm nay chúng tôi đang kể của gì nghe hai câu chuyện nóng bỏng và gây tranh cãi nhất của nước Mỹ trong những năm gần đây. Thứ nhất đó là đề tài phá thai và thứ nhì đề tài kiểm soát súng. Tuy nhiên trước khi mình đến có gì phần tin chi tiết, cho Thanh Tùng giới thiệu bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Cháu đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Central Mall tăng cường hàng loạt món chảo ngon hết sảy cháo điểm 360 với cháo ít Singapore, cháo cá tươi, cháo dịch và gỏi dịch, cháo gà và gỏi gà. Bắt đầu phục vụ từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mỗi ngày. 360, nhà hàng 360 669 230 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm Mnado sẽ được tặng một và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh. Chi nhánh 1648 Tholi Road 408 270, Chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789. Chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xác Grand San Primo San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408-277-0922. Rồi, Thưa quý vị, quý vị đã nghe từ sáng cho đến chiều của ngày hôm nay cái câu chuyện tối cao pháp viện ngày hôm nay đảo ngược án lệ đã có từ 1972 vụ Roe vs Wade. Bây giờ thì cho phép các tiểu bang được quyền ban hành lệnh cấm phá thai. Thế người dân Mỹ họ nghĩ gì về cái sự việc này? Kết quả thăm dò ý kiến của NPR kết hợp với PBS News Hour và Maris tiến hành vào hồi tháng 5 vừa qua, ngay sau khi có thông tin rò rỉ về việc tối cao pháp viện sẽ đảo ngược án lệ trước đó Roe vs. Wade 1972, thì kết quả được tìm thấy như sau có gì 64% 64% những người tham dự cuộc thăm dò ý kiến nói rằng họ không muốn án lệ Roe vs Wade bị đảo ngược. Có nghĩa là họ ủng hộ phán quyết của tối cao pháp diện 1972. Họ muốn giữ cái phán quyết đó lại cho tới bây giờ. Đó là bảo vệ quyền tự do của người phụ nữ trong việc muốn phá thai hay không. 64% những người tham dự tham dõi ý kiến nói như vậy. Nha quý vị, đợi em muốn chia sẻ với bà con của mình rồi bây giờ những gì sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới hoặc là ngay bây giờ. Nhiều tiểu bang sẽ bắt đầu cấm phá thai ngay lập tức. Ngay lập tức ở thời điểm Thanh Tùng đang thưa chuyện với quý vị, nhiều tiểu bang đã tiến hành. 13 tiểu bang có luật rất là gắt gao. Những luật này là dựa trên phán quyết vào ngày hôm nay của tối cao pháp viện. Ok, họ sẽ đưa ra lệnh cấm phá thai nội trong ngày hôm nay hoặc trễ lắm là một vài tuần lễ nữa thôi Có vị sẽ thấy 10, 13 ba tiểu bang có lệnh gắt gao như vậy họ làm liền rồi những nơi mà sẽ bắt đầu có hiệu lực cấm phá thai là Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah và Wyoming là những nơi cấm hoàn toàn việc phá thai. Nha quý vị, những nơi này xem nơi nào, người nào tiến hành phá thai trong tiểu ban của họ sẽ bị xem là tội đại hình và có thể bị ở tù. Ok. Ngoài ra còn có thêm 5 tiểu ban khác nữa cũng sẽ ban hành lệnh cấm phá thai sớm chừng nào phán quyết của tối cao pháp viện được đưa ra trong ngày hôm nay thì đã đưa ra rồi thì có nghĩa rằng là nội trong ngày hôm nay hoặc một hai ngày nữa này năm tiểu bang kế tiếp nữa cũng sẽ ban hành lệnh cấm phá thai tương tự ok bây giờ mình nhìn qua có một số tiểu bang bây giờ đi sâu vô chi tiết chút xíu nha quý vị thì có những tiểu bang họ có những lệnh cấm đã có từ trước phán quyết của tố cáo pháp dựng ngày hôm nay rồi nha à, họ cấm phá thai nếu bào thai 15 tuần tuổi nếu bào thai được 15 tuần tuổi thì sẽ cấm phá thai như vậy nếu dưới 15 tuần thì ok, nhưng bào thai đã 15, 16, 17, 18 tuần tuổi thì sẽ bị cấm phá thai thì đó là tiểu bang nào có gì Đó là rất nhiều tiểu bang. Nhiều tiểu bang lắm nha. Em thấy uh, có có hàng loạt tiểu bang riêng riêng với tiểu bang Mississippi và tiểu bang Texas thì ban hành lĩnh gắt gao hơn cấm phá thai nếu bào thai đã được 6 tuần tuổi. Đó là Mississippi, đó là Texas, đó là Idaho và đó là Oklahoma. Đây là bốn tiểu bang rất gắt gao trước khi có phán quyết của tất cao pháp viện hôm nay. Rồi, bây giờ trở qua với cái câu chuyện là nếu như tố cao pháp viện đã ra phán quyết như vậy rồi thì tình hình ở tiểu bang Cali thì sao? Bây giờ em phải thưa với quý vị rằng là tiểu bang Cali từ năm 1969 tức là 3 năm trước khi có phán quyết của tố cao pháp viện vào năm 1972 bảo vệ cho quyền được đi phá thai của phụ nữ đó thì ba năm trước đó tiểu bang cali đã ghi rõ trong hiến pháp của tiểu bang mình rằng là họ bảo vệ quyền tự do lựa chọn của phụ nữ trong việc muốn giữ bào thai hay phá và tiểu bang cali bảo vệ cho quyền được phá thai của người phụ nữ không chỉ tại tiểu bang của mình mà từ tất cả các tiểu bang khác ghi rất rõ trong hiến pháp và trong cái lá phiếu đi bầu vào tháng 11 sắp tới của tiểu bang Cali, cử tri Cali sẽ trả lời câu hỏi liệu tiểu bang của chúng ta có nên khẳng định quyền bảo vệ phá thai ngay tại tiểu bang vàng hay không. Tức là trong 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 hiến pháp đã có ghi nhưng nó không có mạnh Bây giờ nếu cử tri mà thông qua nữa thì sẽ là xác quyết một cách mạnh mẽ quyền được phá thai ngay tại tiểu bang Cali, không chỉ cho phụ nữ Cali mà cho phụ nữ khắp các tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Tháng 11 sẽ có trong lá phiếu của cử tri Cali. Như vậy câu hỏi rằng là hôm nay đã có phán quyết của tố cao pháp viện cho phép các tiểu bang được quyền đưa ra lệnh cấm phá thai. Tiểu bang Cali thì sao? Như vậy thì tôi 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 muốn phá thai thì tiểu bang Cali được không? Câu trả lời là yes, yes, yes. Thánh Tùng vừa trả lời dấu có gì, không chỉ phụ nữ mang thai ở Cali muốn phá thai mà phụ nữ ở tất cả các tiểu bang khác ở những tiểu bang nào mà có lệnh cấm phá thai có thể đến Cali để phá thai tại đây. Thống đốc Gavin Newsom vừa ký ban hành một sắc lệnh mà dựa vào đó là sẽ hoàn toàn miễn phí không tính tiền phá thai nếu có gì có bảo hiểm sức khỏe. Tiểu bang Cali chi hàng chục triệu mỹ kim hỗ trợ cho những trung tâm phá thai. Dạ, yeah, như vậy có nghĩa là gì quý vị? Như vậy thì dự đoán, dự đoán nha, là bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi số phụ nữ từ các nơi đổ về California để phá thai sẽ tăng từ 12% lên tới 3.000% là tùy vào độ khó khăn gắt gao của các tiểu bang khác như thế nào thì phụ nữ họ sẽ đổ dồn tới Cali như thế đó. Đó là phần tin liên quan tới phá thai. Bây giờ em còn có ít phút mà tiếc quá em em muốn nói chuyện nhiều hơn với quý vị liên quan tới súng nè bây giờ thì thông tin vào ngày hôm nay đó là lần đầu tiên quý vị lần đầu tiên sau nhiều năm cuối cùng rồi một ủy ban của thượng viện gồm các vị nghị sĩ lưỡng đảng dân chủ và cộng hòa họ đã đồng ý thông qua một dự luật kiểm soát súng với tỷ lệ bỏ phiếu là 65 phiếu thuận và 33 phiếu chống. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào tối của ngày hôm qua thứ năm và có kết quả vào sáng của ngày hôm nay thứ sáu. 15 vị nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa tham dự vào phía của đảng Dân Chủ để thông qua dự luật an toàn súng lớn nhất trong vòng 3 thập niên vừa qua. Và đây là giây phút hiếm hoi mà người ta thấy có sự đoàn kết giữa Cộng hòa và Dân Chủ liên quan tới một đề tài cực kỳ tranh cãi đó là kiểm soát về súng. Ok, bây giờ một số điểm chính, một số điểm chính trong cái dự luật kiểm soát súng vừa được thông qua ở Thượng viện để thành Tùng muốn trình bày với quý vị chi 15 tỷ Mỹ Kim cho vấn đề sức khỏe tâm trí và các dịch vụ an ninh trường học. Đó là một phần trong dự luật. Một phần khác nữa nha quý vị, đó là chi tiền cho các tiểu bang để thực hiện luật được gọi là red flag laws luật cờ đỏ luật cờ đỏ là luật gì quý vị luật cờ đỏ là luật cho phép các tòa án được quyền tịch thu vũ khí trong tay của những kẻ nào bị xem là gây đe dọa cho chính họ và gây đe dọa cho những người khác còn những tiểu bang nào không thực hiện theo luật cờ đỏ thì những tiểu bang nó có thể dùng tiền này cho những chương trình đối phó và ngăn ngừa khủng hoảng nghe tại tiểu bang của mình đó là một điểm khác trong dự luật rồi ngoài ra trong dự luật thì các vị nghị sĩ cũng đồng ý mở rộng thêm việc kiểm tra về nhân thân của những ai từ 21 tuổi trở xuống mà đi mua súng kiểm tra cái gì có gì kiểm tra sức khỏe tinh thần tâm thần của những người mua súng từ 21 tuổi trở xuống và yeah hồ sơ tội phạm nếu có của những người mua súng và phải chờ 10 ngày trước khi nơi bán súng họ kiểm tra nhân thân họ mới quyết định là có bán súng cho những người mua súng đó hay không. Nếu việc này mà được thực hiện thì đã ngăn cản được những vụ nổ súng xảy ra ở Buffalo của New York và những vụ nổ súng xảy ra ở Giovanni, tiểu bang Texas cũng như là vụ thảm sát tại Charleston của South Carolina vào năm 2015. Còn một số điểm nữa trong dự luật, nhờ Thanh Tùng thấy hết giờ rồi thì đành phải hẹn quý vị ở một tiết mục khác của Hot News với Thanh Tùng. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Khi xem lại, có thể xem lại trên YouTube gõ chữ Hot News với Thanh Tùng. Nhớ bấm nút like, ủng trợ tinh thần. Quý vị nhớ subscribe để lần sau mình xem tiếp. Chúc quý vị một cuối tuần an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp quý vị vào tuần tới.